chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính bắc của chúng chàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và đã được các anh chị chủ nhà phun nội thất tặng kèm. Mình có con đường ở phía trước căn nhà là một con hẻm một trục và chỉ cách đường trục chính căn nhà mình khoảng độ 25m thôi. Một con đường rất là thuận tiện để mình mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online cũng như mỹ phẩm và mở văn phòng showroom thì rất là tuyệt vời. Và đây là cái con đường phía ngược lại. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu chính hàng. Thì căn nhà mình đã được anh chị chủ nhà thiết kế cũng như phun nội thất. Phía ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 1m ở bên ngoài. Được anh chị chủ nhà lát gạch cũng như trồng cho mình những cái mảng cây xanh ở phía bên ngoài. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong là một bộ cửa cuốn. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Và bên trong khu vực gara xe hơi thì anh chị có để cho mình một chiếc xe Ford 7 chỗ ở bên trong căn nhà. Rất là rộng rãi và rất là thoáng. Cũng như khu vực gara này thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Với chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được anh chị chủ nhà thiết kế cầu thang đi từ phía bên trong ra. Để mình vừa để xe gắn máy cũng như để ô tô vào bên trong căn nhà mình. Thì được rất là nhiều xe. Và khu vực gara này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2, 1m5 và có đi rìm chỉ. Cũng như sàn nhà mình thì có đổ bê tông. Để gia đình mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong thì mình sẽ không sợ bị lún. Và đây là khu vực phía bên trong. Ngoài khu vực để xe hơi ra thì mình đang để được rất là nhiều xe máy vào bên trong căn nhà của mình. Rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Và căn nhà này thì đã được các anh chị chủ nhà phun nội thất tặng kèm. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình không phải sắm nội thất. Mình chỉ việc xách vali về nhận nhà vào ở ngay. Và chỉ với giá 9 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất. Cũng như căn nhà mình thì nằm sát bên là khu Cityland. Thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay ngã tư Quang Trung cũng như Thống Nhất thì rất là thuận tiện để mình mua để ở cũng như di chuyển về trung tâm thành phố. Một con đường trục chính đường Phan Văn Trị, đường Quang Trung thì rất là thuận tiện và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì rất là gần. Căn nhà mình thì nằm gần với lại ngã 6 Gò Vấp và gần sân bay Tân Sơn Nhất cũng như trung tâm của thành phố. Thì bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực ở dưới tầng trệt và di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng bếp. Căn nhà mình thì được thiết kế phòng bếp. Anh chị đưa lên phía bên trên tầng lửng để khu vực phía bên dưới thì mình chỉ dành riêng để gara để xe hơi và phòng tiếp khách ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế hệ thống điện rất là thông minh. Khi khách hàng di chuyển thì toàn bộ hệ thống điện khu vực cầu thang sẽ tự động bật sáng cũng như sẽ tự động tắt khi mình không có nhu cầu. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn
6 ghế được anh chị chủ nhà sắm sẵn để tặng kèm. Bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có thêm tủ lạnh cũng như máy hút khử mùi và bếp điện từ cũng như labo để rửa chén bát và máy đông đếm gạo. Đây là khu vực không gian phòng bếp chính của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế theo mẫu hiện đại rất là đẹp và nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất. Và căn nhà này thì đã có số hoàn công đầy đủ, cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ có ra công chứng sang tên là về nhận nhà và ở ngay trong ngày. Như căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 1. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu bằng gỗ và sàn nhà mình thì được lót gạch đá giả gỗ. Và bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất. Đây là không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Mình sẽ có nhà vệ sinh, có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như toàn bộ căn nhà mình thì được thiết kế với nội thất mới nhất, nội thất cao cấp nhất năm 2022. Và không gian phòng ngủ căn nhà mình thì đã được full hết nội thất rồi. Một căn nhà được thiết kế chỉ xách vali vào ở ngay và chỉ với giá hơn 9 tỷ là quý khách đã sở hữu cho mình một căn nhà. Mình có thể vừa mua để ở mở phòng công ty, với một căn nhà nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là khu Cityland của quận Gò Vấp và kế bên là siêu thị Lotte ở Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà, cũng như nhà vệ sinh không gian phòng ngủ số 2. Thì toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế có hệ thống cửa sổ, cũng như nhà vệ sinh có hệ thống quạt hút thông gió rất là thoáng và rất là mát. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính và đã được anh chị chủ nhà full nội thất 3 phòng. Và anh chị đang để trống lại một phòng để gia đình mình có nhu cầu cũng như đồ dùng của gia đình mình thì mình có thể bỏ vào khu vực không gian phòng ngủ số 4 này. Và nếu như gia đình mình chưa có nhu cầu cũng như chưa sử dụng đến khu vực không gian phòng ngủ số 4 này thì mình cũng có thể làm phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke, phòng làm việc. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì mình sẽ có 3 phòng ngủ chính đã được anh chị chủ nhà full nội thất. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư Quang Trung và Thống Nhất, sát bên là khu Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và gần với lại siêu thị Lotte ở Nguyễn Văn Lượng, và rất là thuận tiện để khách hàng mua ở mở văn phòng công ty với một cái vị trí cực kỳ là đẹp, hẻm một sẹt và chỉ sau căn nhà mặt tiền đường. Và căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất với bề ngang căn nhà lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này, và chỉ với giá 9 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2022. Và căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách rất là trẻ trung, rất là đẹp cũng như rất là mới lạ. Đây là khu vực sân thượng ở phía trước căn nhà. Thế chị đang làm cho mình một cái sân thượng rất là rộng phía bên trên này. Thì mình được trồng một số cây xanh. Và bên trong
là khu vực không gian để gia đình mình có nhu cầu làm phòng thờ. Thì mình sẽ làm phòng thờ khu vực phía trên sân thượng. Còn khu vực phía sau căn nhà là khu vực phòng giặt và sân phơi. Thì khu vực phía sau cũng được anh chị chủ nhà lập coi như là cũng là trải xà gồ và có khung bảo vệ, và để gia đình mình có nhu cầu muốn lập tôn hoặc là lợp ngói thì anh chị sẽ làm theo nhu cầu. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.